Thầy của Quang Hải nói gì sau khi Pau cuối cùng cũng biết thắng. Huấn luyện viên Didier Thulot khẳng định Pau FC đã vào form và hướng tới những trận đấu có kết quả tốt sau khi thắng Lavan 1-0 ở vòng 8, Ligue 2. Ở chuyến Pau làm khách trước Tân Binh Lavan tại vòng 8 Ligue 2, tưởng như hai đội chia điểm, nhưng ở phút 88, tiền vệ vào sân thay người Monbassu Amina xử lý tinh tế trước khi có pha dứt điểm ngẫu hứng tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng 1-0 cho Pau. Đây là trận thắng đầu tiên của Pau ở mùa giải năm nay, giúp đội bóng miền Nam nước Pháp tạm thời thoát khỏi vị trí bét bảng xếp hạng. Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Didier Thulot cho biết Pau FC chơi tốt hơn, có nhiều điểm tương đồng như hai trận gần đây. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nói với các học trò rằng họ cần phải cải thiện khả năng tấn công và hạn chế những sai lầm ở hàng phòng ngự. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, chúng tôi chờ đợi thời cơ để kết liễu đối thủ. Lavan đá trên sân nhà nên chơi tấn công. Đây là cơ hội để Pau phản công nhanh và ghi bàn. Tôi hài lòng với chiến thắng này, Pau sẽ còn chơi tốt hơn trong những trận đấu tới. Ở trận thắng Lavan 1-0, huấn luyện viên Didier Thulot tiếp tục không tung Quang Hải ra sân một phút nào. Đây là trận thứ hai liên tiếp số 19 phải ngồi trên băng ghế dự bị. Ở vòng 9, Pau FC tiếp Valencia trên sân nhà vào ngày 18 tháng 9. Sau trận đấu này, Quang Hải trở về nước hội quân cùng tuyển Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Video Quang Hải và các đồng đội ăn mừng trong phòng thay đồ.